Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với Ship Thầu FX. Hôm nay bạn mới kèo 2 trong 1 các bạn nha. Thì ở video này mình vừa chia sẻ cho bạn cách swap trực tiếp ở trên ví Meta, đồng thời có cơ hội để nhận được airdrop từ thằng Meta, ví MetaMask các bạn. Thì cái kèo này là săn airdrop chứ không phải là làm airdrop nữa các bạn nha. Vì hiện tại thằng ví Meta này nó chưa có ra cái thông báo gì về cái airdrop cả. Tuy nhiên có rất là nhiều thông tin và chuyên gia nhận định là nếu giả sử thằng MetaMask nó ra một cái token và nó phát hành một đợt airdrop sẽ là một đợt airdrop rất là lớn các bạn nha, và điều này mình nghĩ khả năng rất là cao các bạn. Với lại cái cách đi săn này nó rất là đơn giản, không có gì phức tạp hết, nên thôi cứ làm. Và các bạn lưu ý nha, không có khuyến khích các bạn phải nạp làm liền đâu, tại vì cái này không biết thời điểm là bao lâu nó mới có airdrop và không biết có hay không ha, nên khi nào mà có công chuyện cần thì làm, tại cũng rất là tiện. Thay vì giả sử bây giờ mình muốn mua một cái token nào đó ở trên mạng BSC chẳng hạn, thì thường là ghé qua thằng Binance Swap đúng không, hoặc là thằng Uniswap, hoặc là thằng Lauzon chẳng hạn. Thì tại sao mình không swap trực tiếp ở trên thằng ví Meta luôn đúng không, để vừa swap được mà biết đâu là nhận được airdrop, với lại cái phí nó cũng không có là cao mấy đó. Rồi bây giờ bắt đầu thôi. Các bạn có thể sử dụng swap ở trên mạng ETH hay những mạng khác vẫn được nha. Như ở đây mình chọn thằng BSC để cho cái phí nó rẻ và tối ưu. Với lại cái hiện tại mình đang muốn swap qua cái đồng và qua cái token là thằng RAM. Nên bây giờ mình sẽ chọn chuyển đổi từ BUSD qua thằng RAM. Và đặc biệt các bạn thì các bạn muốn thao tác chuyển đổi swap ở bên mạng nào thì bắt buộc các bạn phải cần cái phí gas và cái đồng coin của cái mạng đó. Thì ở đây là BSC chắc chắn phải tốn phí, và BNB ha, bắt buộc phải có một ít BNB ở trong đây. Rồi rồi bây giờ thao tác thôi, vô một khoản đổi nè, từ ví Meta vô một khoản đổi swap đó. Mình chọn từ thằng nào nhỉ? BUSD đi. Chọn thằng muốn chuyển qua thằng RAM. Đơn giản thôi. Nhưng có một vài lưu ý cho các bạn là khi các bạn swap, các bạn nên chọn tùy chỉnh cái phí gas, quên cái mức trượt giá chứ thằng slip á, để cho nó tối ưu nhất, đỡ tốn phí. Ở đây mình sẽ chọn thử và 0.5 thôi, xem nó được hay không, đúng không? Từ thấp tới cao chứ tự nhảy vô tốn 2 tới 3% thì nó phí quá. Rồi bây giờ swap 100 đô đi ha. Review tự động nó dò thôi. Khi các bạn chuyển đổi ở tên thằng ví Meta, nó tương tự như giống như cái sàn O3 vậy các bạn, nó sử dụng giao thức chuỗi chéo cross-chain và nó đi dò tìm ở những cái sàn khác, ví dụ như một in hay là Binance Swap chẳng hạn, và nó ra cái mức giá cho bạn. Thì cái mức giá này nó có thời gian báo giá nè, là trong vòng khoảng 45 giây, bây giờ còn hai mấy giây thôi ha. Tuy nhiên mình chắc mình đợi cho nó hết luôn rồi mình tính mình sẽ làm lại để tính coi nó có tối ưu không ha. Bên Binance giá của thằng RAM hiện tại là 0.02731, nhân thử nó chưa đi săn săn nhưng phải tính cho kỹ chứ đúng không. Đây là 378 hả, 378 mà nhân cho 0.27 lên 37 31 đi ha, 103. Rồi cái phí cũng không có nhiều, nói chung không bị chênh lệch giá nhiều, và đặc biệt là cái phí rất là rẻ ha, phí ga và tầm cỡ 0.84 đô thôi, cho nó 1 đô đi, kệ hy sinh 1 đô. Cũng tương đương với ở trên Binance Swap thôi, Binance Swap giờ cái phí ga cỡ này đâu có rẻ hơn đâu. Hủy và lại từ từ làm đúng không, gấp gáp gì. Ví dụ hôm nào các bạn muốn mua một cái token nào đó thì các bạn có thể thử cái chức năng này của thằng Meta, biết đâu may mắn lại được. Còn bây giờ tự nhiên kêu nạp tiền vô cái rồi chuyển đổi cho tốn phí thì rút ra, tôi nghe nó cực đoan quá các bạn ha, bất chấp quá. 0.5 0.5% trượt giá. Review OK, hồi nãy là nhiêu, 378 hả, giờ 376 hả, kệ chơi luôn đi ha. Phí ga tăng lên rồi các bạn, được không cho hoán đổi luôn.
Báo giá phải bao gồm khoản phí và 0.85 cho MetaMask. Ok, nâng cái phí lên. Cho 1% đi ha. Review. Không cho luôn. Lùi lại. Các bạn cứ nâng cái mức trượt giá lên từ từ nha, làm sao cho tối ưu hết chứ đừng có vô chọn tự động. Còn ai sang sang thì chơi luôn cũng được. Sao kỳ vậy? Phí mạng tối đa 3.4 và có chấp nhận trượt lên tới 3.4 luôn hả? Khá vậy hả? Mà vẫn không được là sao? Tiếp cho 2% đi ha. À, hiểu rồi. Do cái phí B, do thằng BNB không đủ các bạn. Để dừng ở đây cái mình chưa coi kiểm lại hàng BNB cái nha. Rồi thôi được rồi nè các bạn. Do hồi nãy hàng BNB nó không đủ, mình mới chuyển thêm BNB qua. Thì cái phí ra nó trượt tối đa bên có thể là 3,5 đô, chấp nhận luôn ha, hoán đổi. Biết đâu phần thưởng mốt trả về là nguyên chiếc xe Ben sao đúng không? Nãy mình vừa để trượt giá là bao nhiêu nhỉ? Mới sửa lại 0.5% đúng không? Coi thử thành công hay không. Khả năng trượt giá là gì? Và cái mức mà bạn chấp nhận bị trượt. Ví dụ nha. Ồ, thành công rồi các bạn. Ví dụ 100 đô mà thay vì đổ qua thằng RAM là 376 đô thì chấp nhận có thể là trượt xuống còn 375 chẳng hạn. Thôi rồi bây giờ kiểm tra lại nha. Tại sao ta hồi sớm thấy có 0.008 mấy BNB à? Mà sao giờ còn nhiều thế? Chắc là phí ga nó không bao nhiêu đâu ha. Hồi nãy mà để mức phí ga tối đa thôi. Đây các bạn, phí ga giao dịch mà chứa 0.00233 thôi nha. Đấy. Vậy mà tính ra tầm cỡ gần 1 đô à. Không nhiều. Thôi rồi vậy là quá tuyệt rồi ha. Tương đương như đi mua ở trên mấy cái sàn desk khác thôi. Không có khác biệt gì cả. Rồi thì ở video này mình tóm một cái. Và mục đích chủ yếu trước mắt là chia sẻ cho bạn cách swap ở trên thằng Meta luôn. Không cần phải ghép cái sàn nào, bất kỳ cái sàn desk nào cả. Cái thứ hai nữa là cơ hội để tìm airdrop từ Meta các bạn nha, MetaMask. Cái đó là hên xui, không? Trước mắt thì cứ đi swap, đi chuyển đổi đi ha, sử dụng cái công cụ nó như trải nghiệm. Rồi trong quá trình thao tác thì các bạn có vấn đề gì thì để vào comment mình sẽ chia sẻ. Và các bạn lưu ý ha, không khuyến khích các bạn nạp tiền vô để đi swap đi sang Europe đâu. Tại vì Europe đi sang thì chưa chắc là nó có hay không mà sang các bạn. Cứ làm thử ha. Mà theo mình nghĩ, theo quan điểm cá nhân thì khả năng Europe trên MetaMask rất là cao các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.